Chào tất cả các anh chị, có một cái tin đặc biệt muốn thông báo cho mấy anh chị, đó là bắt đầu kể từ ngày thứ hai, ngày 19 tháng 12 tới đó mấy anh chị, thì mình sẽ có Team Nu Việt sẽ có webinar mỗi đêm 7 ngày một tuần vào lúc 9 giờ giờ miền Đông mấy anh chị. Mấy anh chị nhớ lại ha, 9 giờ giờ miền Đông. Thì mình sẽ làm liên tục mỗi ngày mấy anh chị, trong cái tháng 12 và tháng 1 đó, thì sau đó đó mình sẽ có một vài cái sự thay đổi đó, tức là mình có thể mình tăng cái nhịp độ. Đây là một cái sự chuẩn bị rất cần thiết cho cái việc đó là Nu Skin sắp mở cửa thị trường Việt Nam anh chị, và cái goal đó trong năm 2012 đó là mình sponsor 100.000 người Việt Nam. Thành ra đây là những cái bước cần thiết anh chị. Cái presentation bằng webinar đó mình sẽ làm live và trực tiếp anh chị, và chỉ khoảng chừng 15 20 phút thôi. Nhưng mà cái phần sau đó là cái phần mà mình sẽ mở ra để cho người ta có câu hỏi và mình sẽ trả lời. Thành ra tất cả các anh chị nên huấn luyện cho cái team của mình đó, và Nu Việt cũng sẽ có một cái chương trình huấn luyện riêng cho các anh chị đó. Mình tập trung vào vấn đề mình mời mấy anh chị, mình mời không thôi, mình chỉ mời người ta tham dự cái webinar, và mấy anh chị không cần phải phải nói chuyện, hay là mấy anh chị biết cái đó là cái trở ngại lớn nhất đó, mọi người đều ra tìm cách nói mấy chuyện mấy anh chị, chắc chắn mấy anh chị không làm được đâu, và cái đó nó không có duplicate được đó. Cái nó duplicate được đó mấy anh chị là mấy anh chị ra nói chuyện chút xíu, khi người ta hỏi cái này là cái gì đó thì mấy anh chị nói dạ xin lỗi bây giờ em phải đi đón con, anh là xin lỗi em vừa bận cái chuyện đi liền đó, tối nay 9 giờ tối giờ miền Đông mấy anh chị vào cái website này, đây là cái link mình in sẵn với cái card, mấy anh chị đưa cho người ta nói tối nay click vào cái link này, cái link rất ngắn, và nói người ta đó là 9 giờ tối, nghe đi khoảng chừng 10 15 phút thôi, nhưng mà chắc chắn mấy anh chị sẽ biết và rất thích thú. Và sau đó đó qua ngày hôm sau thì mấy anh em mình sẽ có cái procedure, có cái phương pháp đó để mà follow up mấy anh chị ha. Thành ra cả tất cả lực lượng, nghĩa là nguyên cái đạo quân của Nu Việt đó, bây giờ chỉ tập trung vào một cái đó mấy anh chị, là mời người tham dự vào cái webinar mỗi buổi tối vào lúc 9 giờ. Thành ra mình nghĩ cái việc đó nó sẽ giúp cho tất cả cái công việc của mấy anh chị trở nên dễ dàng hơn, và mình expect đó là có một cái sự bùng nổ về cái vấn đề presentation webinar mỗi tối, có một cái sự bùng nổ về vấn đề mời người tham dự vào cái webinar mấy anh chị. Và có thể đây là một trong những cái bước ngoặt mới chuẩn bị cho một cái sự sôi nổi, một sự kiện sôi nổi trong năm 2012 mấy anh chị. Chắc chắn năm 2012 sẽ là năm mà nó sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều anh chị em đó, và mong là có sự hợp tác của mấy anh chị và chúng ta bắt đầu chuẩn bị cái cuộc hành trình chinh phục tương lai. Chào tất cả mấy anh chị.